Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Trích Di Phương Trinh có bạn trai mới sau 6 năm ly hôn Bằng Kiều. Sau 6 năm ly hôn, Trích Di Phương Trinh đã tìm được hạnh phúc mới. Cô xúc động chia sẻ chuyện tình yêu và đồng thời xin phép Bằng Kiều cho người đàn ông ấy được dạy dỗ các con khi nam ca sĩ vắng mặt. Hôm 29 tháng 10, Trích Di Phương Trinh chia sẻ trên trang cá nhân về tình yêu mới. Đây là lần đầu tiên cô công khai chuyện tình cảm sau 6 năm ly hôn Bằng Kiều. Nữ ca sĩ đăng tải một số khoảnh khắc thân thiết của bạn trai bên các con nhưng vẫn giấu mặt người đàn ông của đời mình. Nữ ca sĩ tâm sự, cô từng dặn lòng sẽ không yêu ai nữa vì thỏa mãn với hạnh phúc mà mình đang có. Nhưng rồi người đàn ông đặc biệt ấy bỗng dưng xuất hiện, khiến cô mạnh dạn mở lòng thêm một lần. Anh đã đến đúng lúc. Trong những chuỗi ngày đau buồn và hụt hẫng nhất trong đời, anh đã làm bờ vai cho em tựa ở bên cạnh để an ủi và lo cho bốn mẹ con em. Vòng tay anh đã mở rộng để ôm mấy mẹ con em vào lòng và cho em cảm nhận được như thế nào là tình yêu. Một người phụ nữ mạnh mẽ rất khó để yêu vì họ rất ngang ngược và có vẻ bất cần. Nhưng anh đã có đủ sự kiên trì và nhẫn nại để làm cho em hiểu được trong tình yêu phải có sự hy sinh. Ai cũng nói tìm người đàn ông có trái tim đủ lớn để yêu luôn mẹ lẫn con như mò kim đáy biển, và em cũng hiểu được điều đó. Vì vậy, bao nhiêu năm nay em vẫn kiếm tìm cho đến ngày em gặp được anh. Đồng thời, Trích Di Phương Trinh cũng cho biết, bạn trai chiếm được cảm tình của ba cậu con trai. Điều này không phải ai cũng làm được. Là một người phụ nữ từng trải, để lấy được trái tim em không phải dễ, mà lấy được trái tim của ba đứa nhỏ lại càng khó hơn. Nhưng anh đã làm được điều mà ít người đàn ông khác làm được. Vợ cũ Bằng Kiều viết ở cuối bài chia sẻ, Phương Trinh gửi lời nhắn đến Bằng Kiều. Xin phép ông bạn cho anh ấy được phụ lo và giúp em dạy dỗ các con của chúng ta khi anh vắng mặt. Anh yên tâm là tình cảm của mẹ sẽ không bị chia sẻ, mà ngược lại các con sẽ có thêm một người để yêu thương chúng. Phía dưới bài chia sẻ của Trích Di Phương Trinh, nhiều bạn bè và đồng nghiệp gửi lời chúc mừng cô đã tìm được hạnh phúc mới, và dĩ nhiên không thể thiếu Bằng Kiều. Nam ca sĩ gửi lời chia vui đến vợ cũ và cảm ơn vì luôn dành cho nhau sự tử tế. Vậy là cuối cùng bà bạn tôi cũng tìm được người đàn ông để dựa, để bầu bạn và chia sẻ. Và quan trọng hơn, các con chúng ta có thêm một người cha yêu thương tụi nó vô điều kiện. Cuộc đời này không nói trước được điều gì, nhưng tôi tin vào sự lựa chọn của bà bạn, tin vào sự lựa chọn của bà bạn, tin vào sự sắp xếp của bề trên dành cho chúng ta và các con. Vì bà bạn tôi xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp. Chúc mừng bà bạn bằng lời chúc chân thành nhất từ sâu thẳm trong tim tôi. Và luôn cảm ơn người đã sinh và nuôi nấng chăm sóc ba thiên thần mà đến giờ tôi sống, làm việc chỉ vì tụi nó. Một lần nữa, chúc mừng và cảm ơn bà bạn. Bằng Kiều viết, nhiều bạn bè, đồng nghiệp, khán giả cũng để lại bình luận. Chúc mừng Trích Di Phương Trinh tìm được tình yêu mới sau nhiều năm đổ vỡ hôn nhân. Sau hôn nhân đổ vỡ, Bằng Kiều và Trích Di Phương Trinh vẫn giữ quan hệ bạn bè, cùng nhau chăm sóc các con. Năm 2017, Bằng Kiều có tình yêu mới với Hoa hậu Dương Mỹ Linh, nhưng cả hai cũng đã chia tay sau đó. Mình không dám nói ai đó đã may mắn khi có mình làm vợ, nhưng mình có thể nói một câu là người đó thật may mắn khi có mình là một người vợ cũ. Mặc dù muốn yên lặng để chăm sóc cho các con, nhưng mới đây những điều mà nam ca sĩ Bằng Kiều chia sẻ cho một bài báo đã khiến cho Trích Di Phương Trinh, vợ cũ của nam ca sĩ, phải lên tiếng trên trang cá nhân. Được biết, cách đây ít hôm, trả lời phỏng vấn trong một bài báo, Bằng Kiều đã thẳng thắn cho biết về hai người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời anh, đó là mẹ và Dương Mỹ Linh. Không những vậy, Bằng Kiều còn tiết lộ về chuyện chia tay là do Trích Di Phương bỏ anh, chứ anh không hề bỏ vợ cũ. Chia sẻ này của nam ca sĩ không nhận được nhiều sự đồng tình của mọi người, bởi anh đã cư xử không phải khi bỏ qua Trích Di Phương Trinh, mẹ của ba đứa con anh. Một số bạn bè thân thiết của Trích Di Phương Trinh cũng khá bức xúc và đã lên tiếng vì thương xót cho cô. Mới đây, vợ cũ của ca sĩ Bằng Kiều là Trích Di Phương Trinh cũng đã chia sẻ trên trang cá nhân chuyện này. Cô gửi lời cảm ơn đến những người bạn cũng như fans đã đồng cảm và lên tiếng giúp cô. Tuy nhiên, đối với Trích Di Phương Trinh, cô vẫn luôn muốn im lặng, bỏ qua những chuyện này để cuộc sống bình yên, lo cho các con. Mặc dù không lên
tiếng phủ nhận những chia sẻ của nam ca sĩ Bằng Kiều, nhưng cô cũng không quên gửi lời nhắn nhủ ám chỉ đến nam ca sĩ rằng mình không dám nói ai đó đã may mắn khi có mình làm vợ, nhưng mình có thể nói một câu là người đó thật may mắn khi có mình là một người vợ cũ trước đó. Một người bạn thân của Chizzy Phương Trinh là Lâm Thúy Vân đã viết một dòng trạng thái dài trên Facebook chia sẻ về nỗi khổ của Chizzy Phương Trinh. Đồng thời cô cũng chia sẻ cảm xúc của mình khi đọc được những lời không hay của một cá nhân. Là bạn thân của Chizzy Phương Trinh, cô cũng đã chứng kiến và hiểu thấu từng giai đoạn khó khăn mà Chizzy đã trải qua. Chizzy đã phải chịu tổn thương rất nhiều đến mức phải khóc ở nơi đông người và trước mặt người khác. Trên trang cá nhân, Chizzy Phương Trinh gây chú ý khi đăng tải hình ảnh thân thiết bên người mới của Bằng Kiều, đồng thời có những chia sẻ về mối quan hệ của cả hai. Theo nữ ca sĩ hải ngoại, Linh, người mới của Bằng Kiều nhỏ hơn cô 24 tuổi, sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, Chizzy Phương Trinh nhận xét Linh là người hiểu chuyện, nhờ vậy mà cả hai có mối quan hệ thân thiết với nhau. Mình cũng mừng thầm vì Bằng Kiều đã chọn được một người như thế, không ngại để anh qua lại với gia đình cũ. Có như thế thì hai gia đình mới có thể đi nghỉ mát cùng nhau. Cô cho hay, giọng ca hải ngoại nói thêm người mới của Bằng Kiều rất quý ba đứa con của cô, đặc biệt là Kenji. Ngược lại, Chizzy Phương Trinh cũng có thiện cảm với cậu con trai của Linh vì sự hài hước đáng yêu trên có thuận, dưới có hòa hay không là do hai người phụ nữ. Nếu như người mới ích kỷ, không thích chồng mình qua lại với vợ cũ thì lấy gì hòa thuận. Và nếu vợ cũ ghen ăn tức ở với vợ mới thì ông chồng có làm gì đi nữa hai bên cũng không thể thuận hòa. Vì vậy mấu chốt của vấn đề vẫn là hai người phụ nữ. Nếu chúng ta biết cư xử tốt với nhau thì không bên nào phải thiệt thòi mà còn được nhiều hơn. Chizzy Phương Trinh bày tỏ, Chizzy Phương Trinh nói nhiều. Người khen cô bao dung sau ly hôn xong với nữ ca sĩ, người xứng đáng được khen là Linh. Về mối quan hệ với cựu thành viên Quả Dưa Hấu, bà mẹ ba con bộc bạch, thật ra ly dị đã hơn chục năm nên nhiều khi tôi cũng quên mất Bằng Kiều từng là chồng mình. Cứ tưởng anh ấy là một người bạn thân mà có chung ba đứa con. Nghe thì buồn cười nhưng sự thật là vậy. Nói thêm về người mới của Bằng Kiều, Chizzy Phương Trinh nhận xét không có chỗ nào để chê. Lý giải về điều này, nữ ca sĩ hải ngoại chia sẻ, đẹp người, đẹp nết, dễ thương, biết cách cư xử. Mẹ của Linh cũng tuyệt vời không kém, cô cũng quý các con của mình như Linh. Không những Bằng Kiều may mắn mà mình cũng thấy may mắn vì người mới của anh ấy là Linh chứ không phải là người khác. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.